Chào mừng bạn đến với kênh của chúng tôi. Xem nào, hôm nay chúng ta có gì? Bảnh bao cùng 6 kiểu áo khoác dành cho mùa hè, đã đến lúc bạn nên sắm những chiếc áo khoác phù hợp với mùa hè. Vào mùa hè, những chiếc áo khoác dáng mỏng nên được ưu tiên, giúp bạn vượt qua cái nắng, đồng thời phải mỏng nhẹ để tránh oi bức. Hãy cùng Monster F tìm hiểu các sản phẩm qua video này nhé. Áo khoác denim, áo khoác denim là một trong những trang phục lâu đời nhất của nam giới. Trong nhiều thế hệ, nó đã trở thành ai tắm không bao giờ lỗi mốt, trong những tháng lạnh hơn, nhờ kiểu dáng, nó sẽ là món đồ hoàn hảo cho việc layer, áo khoác denim cổ điển, linh hoạt và không chỉ là một món đồ theo mùa. Tính linh hoạt khiến nó có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Các màu denim sáng hoạt động tốt nhất vào mùa hè, các màu tối hơn sẽ phù hợp vào mùa đông. Vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo khoác toàn diện thì denim midwax sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn áo khoác quạch, thời trang nam từ lâu đã chịu nhiều ảnh hưởng từ trang phục thể thao và lấy nguồn cảm hứng từ đó. Do đó, những món đồ như áo khoác quạch đã trở thành ai tắm không thể không nói đến, kiểu dáng sản phẩm được thiết kế để phù hợp cho các hoạt động thể thao trên sân. Nhưng kết cấu nhẹ và đường may tinh giản khiến nó trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc áo khoác mùa hè, bạn hãy giữ sự năng động khi phối chiếc áo khoác này. Đây không phải là sản phẩm kết hợp với quần công sở và giày ốc phót. Thay vào đó, bạn nên chọn ai tắm thoải mái phù hợp với dịp cuối tuần như quần jogger, quần chino và quần short. Sau đó, hãy hoàn thiện bộ trang phục cùng giày thể thao đơn giản nếu theo phong cách tối giản, hoặc một đôi sneaker màu sắc nếu muốn bắt kịp xu hướng. Trang phục overship, chiếc áo khoác overship nam giúp bạn tỏa sáng với bất cứ thứ gì và không cần phải suy nghĩ xem chúng trông như thế nào, ai tắm này hoàn hảo trong cả thời tiết lạnh cũng như để chống nắng trong những ngày oi bức bạn hãy chọn một chiếc bằng vải nhẹ nhưng bền như cô tông tuyên và có thể sẽ sử dụng nó trong nhiều năm tới để tạo được sự linh hoạt cho chiếc áo khoác oversize. Hãy chọn tông trung tính và màu đất. Trong mùa hè, bạn có thể thử một chiếc áo màu pastel nhẹ nhàng. Bomber mỏng Bomber là áo khoác được thiết kế để giữ cho phi công cảm thấy thoải mái ở độ cao khắc nghiệt. Tuy nhiên, khi trang phục nam giới phát triển, ai tắm cổ điển này đã thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau, và vẫn thời trang khi mặc nó, áo khoác bomber mỏng vẫn giữ nguyên những đặc điểm ban đầu, nhưng thân thiện hơn với mùa hè. Cùng một đường cắt, kiểu dáng, nhưng nó vẫn giữ cho bạn cảm thấy mát mẻ và thoải mái, bomber mỏng phù hợp nhất khi được kết hợp với những ai tắm hàng ngày như áo thun trơn, quần jean slim fit và sneaker. Trong trường hợp yêu cầu sự lịch sự thì quần chino, áo sơ mi oxford và giày lười da lộn là những món đồ đi kèm hoàn hảo. Áo khoác Harrington Áo khoác Harrington là một biểu tượng văn hóa đại chúng. Được phổ biến bởi các ngôi sao của thập niên 50 như Elvis Presley và James Dean, thiết kế đơn giản này nhanh chóng trở thành món đồ mới hot nhất trong làng thời trang nam và vẫn được yêu thích kể từ đó. Với dáng crop và không có đường viền, sản phẩm phù hợp với tủ quần áo mùa hè. Đây là thiết kế đơn giản có thể kết hợp với hầu hết mọi thứ. Bạn có thể thử mặc áo khoác Harrington cùng một chiếc áo thun đơn giản, quần jean slim fit và một đôi bốt da lộn hoặc giày thể thao can vác cổ cao. Trang phục Tenchico, khi thời tiết thất thường, thì một chiếc áo Tenchico chất lượng sẽ vô cùng cần thiết. Cách đây không lâu, những người duy nhất mặc ai tắm này là các nhà thám hiểm núi cao và người hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, quần áo giả ngoại giờ đây đã gần giống với trang phục quơ que. Bạn có thể kết hợp những món đồ này vào một bộ trang phục mà không khiến chúng trông lạc lỏng, để phối ai tắm này, việc chọn trang phục ngoài trời và thể thao sẽ thích hợp nhất. Nhưng hãy nhớ rằng, đây vẫn là sản phẩm mà bạn có thể mặc với bất cứ thứ gì. Để có tính linh hoạt tối đa, bạn nên chọn những màu tối và kiểu dáng tối giản. Nếu bạn đang tìm kiếm những cảm hứng mới cho phong cách thời trang của mình, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn một influencer nam giúp nâng tầm phong cách thời trang của bạn, anh ấy là Justin Livingston. Justin Livingston chuyển đến New York từ Mississippi để theo đuổi sự nghiệp thời trang. Khoảng hai thập kỷ sau, anh đã đạt được những thành quả nhất định. Livingston có gần 290.000 người theo dõi. Anh ấy chia sẻ những bức ảnh thời trang của mình hay chuyến đi, những chiếc quần ống loe da, túi cầm tay nam, quần giả da cùng những màu sắc tươi sáng mùa hè là những bài đăng OOTG gần đây. Hy vọng nó có ích cho bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh cảm ơn rất nhiều